lên sân khấu ha. Dạ bây giờ thì trong lúc chờ đợi các nghệ sĩ trang điểm hóa trang xong thì chú Châu Thành đã ra trước để giao lưu với bà con cô bác, chụp hình cũng như là hát gửi tặng cho các cô chú khán giả. Buổi sáng ở hội quán Ngôi Sao Mùa Trường thì nó hơi bị nắng, dạ nó rất là nắng, thành ra là cô chú anh chị rất là thương, biết là chương trình quay hình sẽ quay đến khán giả nên cô chú có chuẩn bị những cái quà để cùng tay theo cho nó đỡ nóng. Dạ, đem chụp cho chị. Dạ, đem chụp cho đẹp. Dạ. Dạ rồi. 2 3. Rồi. 2 3. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Mình có điện thoại không đẹp? Dạ. Ở nhà cái nước nào cũng để ý. Giỏi thấy luôn thấy rồi. Rồi. Cô bác tới thì xem chương trình thì mình chụp lại tấm hình kỷ niệm với lại anh Khương với lại các anh chị nghệ sĩ để làm kỷ niệm ha. Tại vì biết là cô chú anh chị phải thương lắm mới dành thời gian rồi đi xa đến như vậy, đặc biệt mà các cô chú anh chị buổi sáng nè tới mà cứ mà nóng mà cũng đi. Cô với lại hôm nay là cô là có một cô là bệnh rồi, hôm qua đi xem nhưng mà cô bệnh rồi nên hôm nay có mình cô đi à. Đây đi có mình. Dạ yeah, thôi đừng buồn nha. Có con ngồi kế bên đây, con cũng tin bà ba giống cô nè. Cảm ơn cô. Dạ cô với bé lên đi. Em chụp dạ tấm thôi, bốn người. Dạ bốn người ha. Em chụp đây. Dạ đây tấm bốn người ở đâu ạ? Chưa chụp miếng đây nè. Dạ là chụp ở đâu gì? Dạ hai hai ba. Dạ miếng nó xong rồi, miếng cái máy nó chụp đây bốn đây. Hôm qua là cô đi với là một người bạn của cô mà hay đi xem chương trình Ngôi Sao Mùa Trường của mình có thứ bảy lắm, nhưng mà chắc hôm qua đi ở đây buổi trưa nắng với lại tập đầu á, cái thời gian nó hơi lâu nên là cái cô chú chờ nên hôm nay cô bị bệnh rồi, cô đi một mình thôi. Bây giờ mình chuẩn bị để ba dạ là ngày đầu tiên của nữ diễn viên Thành Tuấn hôm nay đã quá trời là lấy cảm xúc của khán giả, đặc biệt là có chị hai dung dăng dung dẻ của tôi. Chị hai mà khóc tới mức mà đang ngồi từ cái chỗ hàng ghế nhà tài trợ mà chạy xuống hàng ghế cuối cùng khóc cho đã luôn. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Không, tự nhiên cái lúc đó tự nhiên cái chạm xúc á, cái tự nhiên cái lúc mà em diễn xong ha, xong rồi cái lúc đó là cái lúc mà em diễn với chú Quân thôi, dạ chú Quân, chú Quân thôi là lúc đó đã cảm xúc lắm rồi. Cái bắt đầu là con bé nó kích động lên một cái thôi, cái tự nhiên cái mình nhớ lại mấy cái giai đoạn mà mình bị khán giả chợ bị bà con của bác vậy. Là chị khóc gì cô bác anh chị la chị chứ, mà là chị khóc gì tiết mục của Thành Tuấn hả? Không, nghĩa là tự nhiên lúc đó mình cảm xúc nó ùa về, cái mình liên tưởng đến cuộc đời của mình và liên tưởng đến những cái giai đoạn mà mình cũng như là nó thăng trầm, mình bị tiêu cực đó không chị? Tiêu cực đó. Mình cũng bị nhiên, khóc quá trời cái đó luôn. Nhưng mà bữa nay tổng diễn rất là hay. Không, nhưng mà đến lúc tập là chắc lúc mà mới nói cái ý thôi ha, là mình đã thấy chạm rồi ha. Thật ra là từ đầu anh Cường đã chia sẻ thì rất là kịch bản rất là kích động, anh Cường rất là tâm huyết, cái ý rất là rõ trong cái mục này luôn, nên là một phần là do nói chung là có nhiều yếu tố dung hòa lắm, vừa là giọng hát của chị Mai Sao nè, rồi cái đừng nhắc, mình nhắc là nó ở tập máy rồi, không có nẹp bút sao, có nẹp bút sao rồi cái chú Quân nữa nha, chú Quân là người đẩy diễn đạt lắm nha. Chú Quân diễn rất đạt nha. Cái khúc tập á, em rất là ấn tượng cái khúc mà chú chửi thẳng mặt á, chú kêu là đấy, xong mà chú nói cái câu là xuống ca vô loài, chỗ cái khúc mà chú nói mà cái đúng là cái mặt của chú diễn á, chỗ nói cái câu xuống ca vô loài lúc đầu là rưng rưng thôi, nhưng mà nói cái câu đó xong là kiểu đấm với người mình vậy đó. Chắc là do mình đang làm nghề mà bị nói hả? Là kích cái cảm xúc của khán giả rất là nhiều, sau cái đoạn chửi của chú Quân là nghĩ là sẽ đánh vào cái cảm xúc của khán giả rất là nhiều luôn. Hôm nay cũng rất là mừng là tốt cái phần đó mà lấy được cảm xúc của mọi người là rất là mừng luôn á. Anh Cương từ đầu anh cũng đã rất là nhiều, dành nhiều cái tâm huyết cho cái này rồi.
đặc biệt là cái nhân vật này cũng giống như là đặt để cho Tuấn á, đúng không? Tuấn thấy như vậy không? Cũng gần giống như mình ở ngoài, tại vì thực ra ở ngoài mình cũng hay gặp nhiều người chưa hiểu mình, nhiều người chưa hiểu mình, hoặc là người ta không có gọi là nói nặng quá nhiều, nhưng mà người ta cũng sẽ có những câu hỏi rất là nhạy cảm, thì mình cũng sẽ bị tổn thương xíu hơi ấy, nên là nó cũng gần với cảm xúc. Thứ hai nữa là hầu như tất cả các giả này, bà con ở dưới đều là những người mà yêu nghệ thuật, cho nên là khi mà nói về cái chủ đề đó thì bà con rất là dễ đồng cảm luôn. Tại ai ở dưới yêu nghệ thuật thì chị Dung là Dung cũng rất là yêu nghệ thuật, quá yêu luôn, có cái sự đồng cảm. Thực sự là ban giám khảo đang khóc như mưa rồi, không nói rồi. Dạ. Mình ngồi dưới mình khóc té rồi mà mắt mệt luôn. Dạ. Khóc quá mệt luôn. Nhưng mà bữa nay á là thầy Minh Nghĩa rất là tự hào với thầy Tuấn. Dạ. Lúc nãy là em có hỏi thầy, tức là lại tranh giữa giờ thì cũng có lại hỏi thầy coi thầy sao, tại thực ra là diễn là em tiết mục nào cũng rung nha. Nên là nghĩ trợ diễn là người ta thi thôi, nhưng mà mình rung không kém luôn. Là rung tay chân lạnh ngắt hết, đặc biệt là thầy ngồi dưới nữa mà không cho họ diễn. Thầy diễn trước mặt thầy cảm giác như đang trả bài đúng á. Rồi, đúng rồi. Y như là đang trả bài trên lớp. Ê chị lên chị chờ diễn mà chị không dám nhìn ban giám khảo luôn á. Mấy tiết mục chị chờ diễn chị không dám nhìn ai. Diễn với chị người lạ thì không sao, hay diễn với người quen của mình là đặc biệt áp lực. Áp lực lắm, xong ngồi diễn thôi, cứ diễn thôi chứ không dám nhìn ai trơn á. Giống Tuấn á, lúc tập với Tuấn diễn nó diễn ok thì tôi diễn nha, diễn cái một gì xong cái nó diễn đây thôi nha, chứ diễn là hai giờ thầy không ấy, tôi lo quá. Nhưng mà lâu gặp thầy rồi, thầy có góp ý gì không? Thầy nói là ok, thầy vui à? Thầy không có chê nên là cũng mừng. Tại diễn không, nhìn cái mặt ông thầy hãnh diện tự hào lắm. Tự hào. Thầy hãnh diện tự hào lắm. Ôi mừng quá. Hôm nay thầy diễn xuất sắc. Nhờ có nhiều yếu tố lắm, thật ra tiết mục vừa rồi là rất là nhiều yếu tố luôn, để mà cộng hưởng. Rồi không khí nè, rồi khán giả ở dưới, rồi sự hỗ trợ của những người trợ diễn. Dạ, trợ diễn cũng hợp luôn á, thật sự là hợp. Đến là mày sao? Sao bài hát cái bài hát nó quá hay, quá chạm bài đó là đã chạm rồi đó. Thật ra bài đó mình nghe bình thường thôi là mình cũng đẫm khóc rồi. Đó nhưng mà cái này chắc là xong á, phải ai mà úp á là phải ghi rõ là đây là diễn viên hoặc là người đóng thôi, chứ nhiều khi cắt ra cái không biết á, cái mốt là chú Quân đi đàn ô tô nào là cũng bị ăn hiếp á. Không, biết em nói là có mấy bên như các bên á mà có úp có cắt á, hoặc là cắt TikTok mà cắt cái khung dọc đồ á thì không biết là chú Quân là đang diễn đó, mà tưởng là nặng lời như vậy thì chắc là cũng ảnh hưởng với chú Quân. Nhưng mà diễn hay thì công nhận, đúng là ai mà đóng vai ác là mình thấy ác thiệt, là thấy thành công ha. Nhưng mà gọi như là chặn đường chơi lô tô của chú Quân luôn á. cánh cửa lô tô đóng lại thôi. Dẫn lô tô hồi nãy hay lắm nha, y như là dẫn chuyên nghiệp luôn đó. Cái khúc mà gắn gượng để xoay cái lồng á ha, xoay cái lồng lô tô á. Nãy là Tuấn là một cô bé trẻ. Tâm sự nhờ em hả? À bây giờ là qua đỡ đầu anh Khanh hả? Bây giờ là qua tới trợ diễn anh Khanh. Dạ, anh Khanh là tập 4 nha cô chú anh chị, là tập tuần sau. Dạ, tập tuần sau nha, là Thành Tuấn sẽ trợ diễn. Tập đầu là Thành Tuấn nãy là giả là một cô bé hồn nhiên vô tư. Dạ, con chào cô, tạm biệt đó cái nha. Dạ. Trời ơi. Kiếm đồ cũ đồ xấu đi. Dạ. Coi như là mấy tập mà Tuấn đóng là Tuấn biến hình. Dạ, biến hình liên tục. Nhưng mà tạo hình là coi như là Tuấn tự make up luôn phải không, chứ đâu phải là nhờ bạn mới make up đâu. Tất cả cái đều là quá trời là đầu tư luôn á. Đây là tóc giả nè, rồi ấy trang phục nè. Ồ, cả mang giày múa luôn hả, chứ mày mang chân không hả? Dạ. Mang giày múa tại này lát nữa nó cũng phủ chân không thấy. Tại người lớn tuổi rồi em ngồi cái đồi ôm gì cho nó ấm chân. Giống trời, phân tích cả tâm lý của người già luôn hả, hay dữ dằn. Cảm ơn Tuấn nhiều, mong là hôm nay mình sẽ phối hợp thành công nha. Dạ, mời chị Vân, chị Vân ngồi ăn. Dạ, chị Vân ngồi ăn. Là từ bàn bên kia qua bàn bên đây tiếp tục những cuộc hội họp. Không, chú chị sẽ hỏi lại cái câu chuyện bầu ơi đừng khóc. kỷ niệm. Mong là mỗi cái nào mà mình trợ diễn á, thì sẽ gây lại hiệu ứng cho ban giám khảo, hiệu ứng cho người xem, muốn cho tiết mục nó thấy vui nhất là đẩy cái tiết mục đó lên ha. Cái là tiết mục nó hiệu quả, và cái phần tình huống của thí sinh nó trọn vẹn là mình đã cùng người lên chuẩn, mình là hỗ trợ tất cả thí sinh. Có nhau mình trợ diễn và thí sinh nào mà có dạy á, cái mình hạnh phúc lắm. Không, mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà nhưng mà thầy vẫn trợ diễn tốt lắm nha. Mai mốt mà chị mà có chất trọng là chị sẽ chọn thầy vẫn trợ diễn. Không, vậy là đời đời ép máy của chị Vân. Chị đời ép máy.
tạ mút nghe, kéo mút lên nha. Tuấn, vậy là có vẻ là bây giờ mình được giá rồi Tuấn. Mình lên giá, lên giá, lên xíu lần. Đúng rồi. Mình được cái này thì mình phải cố gắng à. Thành bà già luôn rồi hả? Dạ. Nhưng mấy cái trẻ bao giờ thành bà già rồi hả? Trong chương trình này em biến quá khôn lường lắm, em có khoảng 14 tạo hình đâu hơn á. Có thể là người nổi tiếng nhất chương trình với gia đình vườn mùa ba. Em tạo hình, em thay đồ chị biết rồi. Giải công hiến. Giải công hiến. Anh Phương vừa sẽ cấp cho em một giải công hiến. Em chuẩn bị ra khoảng gần 10 bộ tóc giả. Mà dễ thương là tự đầu tư hết luôn đó, rất là chăm chút luôn. Dạ. Lúc nào em cần tóc giả đen thì em cứ gọi chị Dung nha. Dạ. Chị Dung chạy đầu tiền không? Chị còn gửi chị ấy 2 bộ. Còn đâu thì chị có thể mượn chị Dung cho mượn được. Mình chạy đầu tiền không các bạn, nhìn đi chân người đầu tiền không nghe. Không, răng giả. Răng giả. Đào. Bây giờ nhá, bây giờ gọi điện cho chị còn đào xe đào. Dung ơi, nếu mà khi Dung gọi điện cho mình, Dung mình nhớ cái điện thoại dưới lên xe để mình toàn phải ngắm hàm răng rồi không ạ? Đùa vui. Dạ này dụ giỡn thôi, mấy chị giỡn với nhau thôi. Thôi để bây giờ Thành Tuấn chuẩn bị vô nhập tâm, nhập là lấy cảm xúc đúng không? Cho cái vai diễn của anh Khanh. Dạ. Trời diễn sắp tới. Đây cái này là em ướp vai của chị ấy nha. Đúng rồi. Ủa. Vai này lẽ là chị Dung. Vai này là đáng lẽ là chị đó. À vai này lúc đầu là anh Khanh đề xuất chị Dung luôn. Bữa nói là chị Dung nhìn anh Khanh, chị Dung diễn không nổi. Hai đứa chèo quá. Ủa vậy là cái đầu vai này của chị Dung. Ý vậy là mối quan hệ này rất phức tạp nha. Anh Khanh thì đề xuất chị Dung, nhưng mà chị Dung á thì lại là từ chối qua cầu cứu Thành Tuấn. Tuấn ơi, Tuấn cứu chị cái vai này đi, chị vô không được Tuấn ơi. Lý do sao vô Dung? Tại thân quá nhìn. Tại thân quá. Mắc cười á cả nhà. Mà cái vai này là vai hài. Mà nó cứ lãng lãng kiểu gì á, nhìn cái mặt ông cứ lãng lãng vô không được. Mà vai này vai hài. Thân cái khó diễn mà. Vô không được luôn. Bị bắt rồi. Dạ thôi Trang xin phép để cho các chị em nghỉ ngơi một xíu để bắt đầu vô quay tập tiếp theo ạ. Đây là chị Mai Sao. Chị vừa xuất sắc diễn bài Bậu ở Đường Khóc, rất rất là cảm động luôn. Chúc mừng chị nha, đã có một tiết mục rất là thành công. Vui không chị? Chị vui. Dạ. Trước khi mà chưa diễn tiết mục Bậu ở Đường Khóc là chị rất là hồi hộp và cũng rất là rung. Nhưng mà lúc lên sân khấu đứng tới tiết mục của mình lên sân khấu hát thì là lúc đó là chị cảm thấy tự tin hơn và được ban giám khảo, quý vị khán giả cổ vũ, là lúc đó là chị rất là xúc động và chị hát có hồn hơn. Dạ. Đây trời ơi, em thấy chị nói chuyện với em không mà tay cục chị cũng đã nhắm định rịnh tay nữa, là bây giờ chắc chị cũng còn lung dữ chứ. Dạ. Cảm ơn chị, chúc mừng chị rất là nhiều. Mà sao em cả cái giọng của chị á, nó rất là ngọt ngào ha. Chị cất giọng lên em thấy nó rất là bây giờ cả cái cách chị nói chuyện thấy nó dịu dàng lắm, thanh bình lắm. Đây là giọng nam hả chị hay là giọng Quảng Bình à? Nói chung là chị nói giọng nam, còn Quảng Bình thì chị nhiều khi chị vô đây rồi chị tiếp xúc nói nhiều rồi quay lại giọng Quảng Bình là chị phải nói trực tiếp với người quê chị mới nói là giọng Quảng Bình. Dạ. Còn đi vô đây chị đi bán hay là chị thí dụ chị tiếp xúc với người trong miền Nam thì chị cũng nói giọng miền Nam để hai bên còn hiểu nhau hơn á. Dạ. Còn nói còn hiểu hơn, còn có khi chị nói giọng miền Trung thì người trong này họ không hiểu được. Yeah. Ủa mà chị Mai Sao là sao chị biết anh Khương mà chị tham gia mùa này ha? À, cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn này là chị biết từ mùa 1. Yeah. Mà chị chần chừ, chị không, chị cũng muốn đi đăng ký lắm. Yeah. Nhưng mà chị chưa biết đăng ký thế nào cả. Chị xem các cái tập 1, từ tập 1, tập 2, mùa 1, mùa 2 luôn. Yeah. Tập nào chị cũng lên chị theo dõi hết á. Yeah. Khương vừa đưa chương trình nào lên là chị theo dõi hết. Yeah. Chị thích lắm. Mà không biết sao mà đăng ký, sau rồi chị cũng có hỏi thăm bên bạn, có giới thiệu cho chị số điện thoại. Lúc đó mới biết. Sau rồi lúc đó chị mới biết, thì chị có gửi thông tin xuống với dưới Ngôi Sao Miệt Vườn mình, xong rồi dưới Ngôi Sao Miệt Vườn mình mới đăng ký thi. Rồi nói chuyện với chị em cảm giác thanh bình lắm nha chị. Không biết sao cảm giác nó là nhẹ nhàng luôn. Nhưng mà lúc mà chị hát cái bài Bậu Đừng Khóc á, là một phần là chất giọng của chị hay, thứ hai là thêm cái bài hát nữa, trời ơi rất là cảm xúc thật sự.
em nghĩ là chị làm mắt chị kén, nhưng mà chắc chị vẫn xem điện thoại được đúng không chị? Chị xem được mà chị để xác chị cũng nhìn xác như này. Dạ, nhưng mà để xác thì vẫn thấy được ha. Tại vì em rất là muốn là chị có thể thấy được cái cảnh chị diễn với Tuấn á. Có. Dạ, nếu như mà tại vì lúc mà mình diễn thì mình chỉ thấy được cái gương mặt của Tuấn thôi. Có thể là chị chưa thấy được cái toàn cảnh á. Còn em là một khán giả mà lúc mà em xem toàn cảnh, cả cái cảm xúc của chị khi hát, rồi cái cảnh cảm xúc của Tuấn, rồi kiểu như cái bối cảnh nữa, cái bối cảnh của cái bài hát câu chuyện, rồi cái cả cái cảnh của chú Quân á khi mà chửi Tuấn, rồi cái hành động chỗ, nói chung là nó rất là phối hợp với nhau, rất là nhịp nhàng. Em mong là lúc mà cái chương trình mình phát sóng rồi á, cái anh Khương úp, anh Khương dựng lại những cái khung hình á của tất cả mọi người, cái ghép với hành cái tiết mục của chị, thì chị xem á chị sẽ thấy rất là vui. Em mong chị sẽ vui với tiết mục đó. Chị cũng mong được sớm được xem cái tiết mục của chị đưa lên trên sóng. Hôm bữa lúc mà tập á, là chị tập hát không á, là em đã thấy rất là mê rồi. Nói chung là em gọi là có cảm tình á. Mình để ý, một phần là mình thích cái bài hát đó, hai là em rất thích cái giọng hát của chị nữa. Sau này lúc mà chị thi ha, em ngồi trong á. Em trong, em nghe nói là bắt đầu tiết mục Loto là em biết là của chị, là em ngồi trong á, mà em xem em rất là mừng là chị vô được vòng hai. Dạ, hơi tiếc một tí xíu là vòng chung kết mình chưa có được, nhưng mà không sao chị hiền. Thôi được, vòng hai chị vô vòng hai thì chị vui lắm rồi. Dạ. Ô mà chị nãy chị nói chị đi bán, là bán gì chị ha? Chị bán bên tăm bông rồi, tăm bông rồi cắt tất cả mọi thứ. Chị đi ăn có cái loa rồi mình đẩy xe ra ngoài, đi dọc các đường phố hoặc là ngoài chợ thì chị bán hàng đó. Thường là chị bán ở đâu hả chị? Chị thường là chị hay đi bộ, chị bán trên Phú Nhuận, chị đang tỏ trên Phú Nhuận á. Rồi đi chị bán quận 3, quận 1, Bình Thạnh. Bình thường mà mình đi vậy thì một ngày được kiếm được nhiều không chị? Chắc cũng hơi bấp bênh nữa chị. Nói chung là cách đây 2-3 năm trước thì cũng đỡ, bây giờ thì chỉ có là xoay sở làm sao mà được đóng tiền nhà trọ với là đủ tiền ăn thôi, còn tiền lấy hàng nhiều khi cũng còn lỗ nữa. Em chỉ mong là kiểu như sau chương trình này nha, cái nhờ cái giọng hát của chị đi thì sẽ những, tại vì ở Hồ Quán có những cái đêm nhạc thứ bảy á, nếu mà được cái phù hợp á chị cũng tham gia chị hát, xong cái bà con thương mà con tặng hoa á, thì cái những cái hôm mình hát thì nó cũng sẽ đỡ được phần nào chi phí cho chị. Tại vì anh với chị thấy hiền quá mà, như anh thi tập sao luôn chị ha. Anh thi tập sao luôn. Hay quá vậy, hai vợ chồng hát hay luôn. Anh tập 4 luôn. Anh cũng có đánh đàn được, với lại đánh được mấy loại nhạc cụ. Trời ơi giỏi cũng vậy. Có nhạc được luôn. Mà anh cũng bị khiếm khuyết. Anh là không thấy gì luôn. Anh không thấy luôn. Mà sao xưa chị với anh biết nhau chị? Ngày xưa thì tụi chị đi học cái khóa ở ngoài Hà Nội năm 2003. Sau rồi lúc đó cũng quen nhau, rồi sau này mới năm 2012 chị mới gặp lại. Gặp lại cũng chưa. Xong tới năm 2018 bắt đầu mới thích nhau, cảm tình. Mới cưới. Dạ, trời ơi, mà hay quá, hai vợ chồng hát hay luôn. Thật sự chứ rất là mong là anh sẽ nhất chị ha. Nếu vậy thì tuyệt quá ha. Chị cũng không. Dạ, hồi hộp cho anh. Nhưng mà chị dễ thương quá à. Chị em rất là tiếc là không được trọn vẹn là nhẹ nhất. Nhưng mà em nghĩ là bản thân chị cũng đã rất là sướng với cái phần tiết mục đó rồi. Dạ, mong là bà con cô bác cũng thích ha. Cảm ơn chị nhiều đã yêu thích anh Khương rồi xem chương trình với tụi em. Dạ, bây giờ mình cùng vô xem tiết mục của anh nha. Tuần hôm nay là chị là tập 3, còn tập của anh sẽ dự kiến là tập 4. Em không biết là lúc phát sóng có thay đổi hay không, nhưng mà bà con cùng chờ đợi tiết mục anh Huỳnh Kha với tiết mục đến bài hát tên Sến hả chị? Bài hát Sến của Ngọc Sơn, nhưng mà lời cổ là anh Huỳnh Kha viết. Anh sáng tác luôn. Đúng rồi, anh lời cổ là anh sáng tác luôn. Ở nhà hai vợ chồng có hay hát với nhau không chị? Có, chị cũng hay hát. Với lại anh cũng, bây giờ anh đang cũng phối các bài nhạc cho chị nhiều khi chị đi hát á. Anh phối luôn. Dạ, hay quá. Nếu mà anh đờn được á, sau cái tụi em mời ráp chung với bên anh Trung nè. Dạ. Anh đơn được. Hay đơn. Tại bên em là ban nhạc của các anh chị khiếm thị đó. Như đợt này chị thấy là có anh Trung nè, anh Trơn nè, chị Phóng nè, rồi anh Thịnh đó. Thì nếu mà được thì ráp chung với ban đó, cái mình có những cái đêm nhạc thứ ba, thứ năm, thứ bảy á, thì cũng tạo thêm công ăn việc làm cho anh. Dạ. Tại vì nếu mà với chương trình Ngôi Sao Miền Cường tạo điều kiện cho anh đi đánh đàn được thì tốt quá. Tại vì tụi chị đi bán nhiều khi cũng bấp bênh. Dạ, cũng bấp bênh. Ở đây thì được cái là chi phí thì sẽ chắc chắn là sẽ cũng không có nhiều dữ dằn đâu, nhưng mà nó sẽ có công ăn việc làm, với lại là nó sẽ vui đúng không chị? Chị cũng muốn, chị lúc nào chị cũng muốn là được hát, với lại được đi giao lưu văn nghệ với Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ. Để tham gia cho vui. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ thì em với chị cùng vô để ủng hộ cho anh nha. Dạ, cố lên. Dạ, hồi nãy, nhưng mà hồi nãy đúng mà chị thi, chị có tiếc cái phần nào, có
tiếc xíu gì không? Có cảm xúc gì về phần thi của chị và bài 1 với bài 2 không? À, bài 2 thì chị hát chưa được truyền cảm. Mà chắc có lẽ là tại vì cái bài 2 là cái giọng của chị nó không hợp với cái nhạc bolero là cái bài này quá. Cũng có nhiều bài bolero có thể chị hát được nhưng mà chọn cái bài này thì hơi khó cho chị. Tại vì chị hát là giờ chưa được ý là không đi vào cái nội tâm. Còn cái bài một thì cái bài ơi đừng khóc sở trường của chị rồi. Đúng là mình nhiều khi mình cũng bị phụ thuộc bài hát nữa. Nhưng mà em rất là thích tinh thần của chị. Tinh thần của chị thế là thi sao miễn sao là mình cảm thấy vui là được rồi, chứ mình không phải là mình quan trọng nhất nhì hay là thắng thua, mà ai tiết mục cũng hay là mình cảm thấy vui. Hạnh phúc, chị cảm thấy vui là chị được giải nhì là chị cũng vui rồi. Nãy giờ chị cười hoài luôn. Rồi bây giờ em với chị cùng vô động viên cho anh, chúc mừng anh để bây giờ anh sẽ chuẩn bị thi thiệt là tốt. Cô chú anh chị cùng đợi tập tiếp theo của anh lên sóng nha.